30 ngày thực hành bí mật giàu có. Ngày 12, giàu có về sức khỏe. Tôi vô cùng giàu có và tràn đầy yêu thương bởi tôi có một đôi mắt sáng khỏe giúp cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ngắm trăng sao, giúp tôi nhìn thấy cuộc sống muôn màu và nhìn thấy những người tôi yêu thương. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng may mắn và tràn ngập lòng biết ơn. Đôi tai đã giúp cho tôi nghe thấy các âm thanh trong cuộc sống, nghe thấy những lời yêu thương và những cuộc trò chuyện thân tình. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và tràn ngập may mắn bởi chiếc mũi của tôi đang giúp tôi hô hấp thuận lợi trong từng phút giây. Chiếc mũi quý báu giúp tôi xúc chạm tới những mùi hương của cuộc sống, giúp tôi phân biệt các vật dụng và mùi hương của muôn loài, hương của cỏ cây, hoa lá. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi thấy vô cùng giàu có và biết ơn chiếc lưỡi linh hoạt đang giúp tôi nói chuyện, ca hát, đọc thơ, giúp tôi nhai, nếm, thưởng thức các món ăn. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi thấy vô cùng may mắn và biết ơn đôi bàn tay lành lặn với 10 ngón tay linh hoạt giúp tôi cầm nắm mọi vật, giúp tôi làm việc và kết nối với trái tim tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi tay chắc khỏe. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi chân chắc khỏe giúp tôi giữ thăng bằng, nâng đỡ toàn bộ cơ thể tôi, giúp tôi hoạt động và di chuyển dễ dàng. Cảm ơn đôi chân đã đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường, cùng tôi lên núi, xuống biển, khám phá cuộc sống. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy năng lượng yêu thương và biết ơn hệ tuần hoàn trong cơ thể tôi. Tôi xin cảm ơn hệ thống tim mạch và các mạch máu đã làm việc vô cùng chăm chỉ, kỷ luật để vận chuyển oxy và các dưỡng chất đi nuôi toàn bộ cơ thể này. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc. Tôi giàu có vì hai lá phổi khỏe mạnh giúp tôi đảm bảo quá trình hô hấp của cơ thể diễn ra suôn sẻ, cung cấp oxy và đào thải khí carbonic để các cơ quan khác và toàn bộ cơ thể hoạt động ổn định. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng giàu có bởi tôi có hệ thống thần kinh bao gồm não bộ và hệ thống dây thần kinh hoạt động tốt và làm đúng vai trò của mình, giúp tôi có tư duy, trí thông minh để học tập và các phản xạ để thích nghi với môi trường sống. Cảm ơn vì đã giúp cho toàn bộ cơ thể của tôi được hoạt động mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng khoang miệng, thực quản, dạ dày, ruột và toàn bộ các bộ phận cấu thành nên hệ thống tiêu hóa đã giúp tôi tiêu hóa thức ăn, nước uống thành các dưỡng chất cần thiết để cung cấp năng lượng nuôi sống cơ thể, duy trì sự sống. Tình yêu, tình yêu, tình yêu.